Ngày 5 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Nha Trang cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Minh Tâm, 22 tuổi, và Trịnh Văn Cảnh, 24 tuổi, cùng chú tỉnh Đắk Lắk về tội buôn bán hàng giả. Theo Công an thành phố Nha Trang, qua kiểm tra kho chứa hàng ở thôn Phú Vinh 2, xã Vĩnh Thạnh, cơ quan chức năng phát hiện gần 900 mũ bảo hiểm có dán nhãn nón sơn. Qua làm việc, hai đối tượng này cho biết đã thuê kho chứa này vào tháng 4 năm 2023 làm nơi cất giữ mũ bảo hiểm, phục vụ cho việc bán hàng online qua mạng xã hội TikTok. Thông qua tài khoản có tên Minh Tâm Shop, hai đối tượng này thường xuyên livestream và đã bán hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm ra thị trường với giá từ 100 đến 130.000 đồng một chiếc. Qua trưng cầu giám định, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Nha Trang xác định toàn bộ mũ bảo hiểm trên đều là hàng giả.